chuyên mục review. Thời buổi 4.0 rồi mà còn để cái buổi like hoặc là video của bạn tối và mơ như thế này á, thì chắc chắn là khách hàng sẽ không thích xem rồi. Để bạn được xinh tươi và video của bạn sáng như thế này á, thì không thể bỏ qua em đèn like EQ460 này nha. Đèn livestream EQ460 có cho bạn đến 3 đầu kẹp điện thoại, hỗ trợ mình live trên nhiều điện thoại cùng một lúc nè. Bên cạnh đó, đèn có đến tận 3 chế độ sáng để cho bạn điều chỉnh phù hợp với không gian mà bạn đang quay video nha. Một điểm cộng lớn của em này là có remote để hỗ trợ bạn điều khiển từ xa nè. Đèn livestream EQ460 hỗ trợ ánh sáng cho bạn livestream nè, quay video nè, hoặc là bạn có thể dùng để chụp ảnh nè, selfie nè. Đèn rất là dễ sử dụng và có thể điều chỉnh độ cao nha. Dù bạn là 1m6 hay là 1m8 thì đèn vẫn đáp ứng đủ, tại vì chiều cao chân của em này là tới 2m1 lận nha. Chúng ta có thể để đèn nằm ngang 90 độ như thế này để hỗ trợ bạn quay video review sản phẩm nha. Còn chần chờ gì mà không nhấn ngay vào giỏ hàng để đặt hàng thôi.